Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung. Trong tập trước, Tiêu Viêm đã cùng với các thành viên bàn môn tiến vào Hắc Giác Vực để giải cứu cho nhị ca Tiêu Lệ. Trong lúc này, địa bàn đóng quân của Tiêu Lệ đang bị tập kích, dẫn đầu chính là cường giả đấu hoàng Phạm Lao. Tiêu Lệ hạ lệnh cho toàn quân lao ra ngoài phản công, đàn em của hai bên nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Tiêu Lệ cũng cầm theo vũ khí bước ra ngoài, Phạm Lao dẫn theo mấy cường giả xông thẳng vào bên trong. Đối mặt với bốn cường giả trên cấp đấu vương, Tiêu Lệ vẫn không hoảng sợ, còn cầm trường thương khiêu khích, tỏ vẻ đã sẵn sàng động thủ rồi. Điều này đương nhiên khiến cho đám người bên kia tức giận, ba tên đấu vương lao lên, Tiêu Lệ cũng lập tức động thủ. Không ngờ rằng chỉ sau 2 năm rèn luyện tại Hắc Giác Vực, thực lực của Tiêu Lệ đã đột phá lên đấu vương, có thể ngăn cản đòn công kích của ba cường giả cùng cấp. Vậy nhưng vì bị đánh hội đồng nên không kịp trở tay và bị đánh rớt xuống đất. Chưa kịp để cho Tiêu Lệ có thời gian nghỉ ngơi thì ba lão già bên kia đã hợp lực xuất đấu kỹ. Tiêu Lệ ở bên này cầm vũ khí phóng thích một luồng lôi điện phá tan chiêu thức và đẩy lui ba lão già về phía sau. Điều này làm cho Phạm Lao bất ngờ, lão ta lập tức lao lên, Tiêu Lệ ngừng tụ kết giới ngăn cản. Vậy nhưng, đối mặt với cường giả đấu hoàng thì thực lực của hắn chẳng thể so sánh. Phạm Lao chỉ dùng môi chiêu nhẹ nhàng đã bón hành cho Tiêu Lệ, rồi tuyên bố hôm nay sẽ đánh gãy tứ chi của hắn rồi dưỡng thành huyết nô. Tiêu Lệ nằm bất động dưới đất, lúc còn chưa đánh nhau thì vô cùng hăng hái, bây giờ bị đánh nằm ngã ngửa thì tỏ ra hối hận, đúng là ông trời muốn tiêu diệt Tiêu gia rồi. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại xuất hiện đúng lúc, ngăn cản đòn tấn công. Nhìn thấy tiêu tử đáng hận đó chưa chết, Phạm Lao vô cùng bất ngờ và tức giận, còn Tiêu Lệ thì cảm thấy vui mừng. Vậy nhưng hiện tại không có thời gian để hàn huyên trò chuyện, trước tiên tiêu diệt mấy lão già kia đã. Tiêu Lệ khuyên ngăn, đối thủ bên kia là một đấu hoàng và ba đấu vương đấy, vẫn nên rút lui thì hơn, ngày tháng còn dài sẽ luôn có cơ hội báo thù. Tiêu Viêm vẫn kiên quyết chém lão ta, sẽ để cho lão có đi mà không có về. Hắn tiến lên khiêu khích, cái mạng già của lão ngày hôm nay thủ chắc rồi. Lần trước đụng độ đã ăn thua thiệt nên Phạm Lao cảm thấy dè chừng. Lão ta yêu cầu ba tên đấu vương cùng với mình xông lên, chỉ có hợp lực tấn công thì may ra còn cơ hội. Tuy nhiên, hai bên còn chưa kịp đánh nhau thì Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện, làm gián đoạn tình hình. Từ trên lời Mỹ Đỗ Toa, Phạm Lao liền biết nàng ta đang có ác ý với Tiêu Viêm nên ngỏ lời cùng nhau liên thủ. Tiêu Viêm ngỡ ngàng, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp từ chối Phạm Lao. Mặc dù rất tức giận vì bị khinh thường, vậy nhưng dù sao, người mà đối phương nhắm tới lại là Tiêu Viêm. Thôi thì tạm thời nhân nhượng để cho đối phương đối phó với tiểu tử kia đã. Về sau sẽ tìm cách tóm cổ nàng ta sau. Tiêu Viêm cũng thẳng thắn, thứ mà hắn nợ, ngày sau sẽ dùng tính mạng để trả. Nhưng hôm nay vẫn xin nàng đừng nhúng tay. Phần ân tình này, hắn chắc chắn nhớ kỹ. Lời này nói ra tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa sẽ mềm lòng. Ai ngờ điều đó lại khiến đối phương tức giận, lập tức dùng khí thế chèn ép. Điều này làm cho Phạm Lao vui mừng. Dường như nãy giờ Mỹ Đỗ Toa chỉ muốn dạy dỗ cho Tiêu Viêm một trận, chứ không có ý định sẽ lấy mạng hắn. Hơn nữa, cũng không muốn để cho Phạm Lao không cần làm việc mà vẫn có ăn, nên sau khi đã dạy dỗ cho tiểu tử này một trận thì cũng rời đi. Đồng thời để lại lời nhắn, cái mạng của hắn, nàng thù chắc rồi. Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên vì thái độ lần này, Phạm Lao không đạt được như ý nguyện, lão tiếp tục ra lệnh đồng thủ. Tiêu Viêm lập tức lấy ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, một khi tiến vào đủ gần thì sẽ bị tâm hỏa thiêu đốt. Thế là bốn người bọn họ vừa tiến lại đã bị tâm hỏa thiêu đốt khiến cơ thể đau đớn. Tiêu Viêm nhân cơ hội đối thủ đang choáng váng để phản công, dùng hai chiêu đánh một lão gia đấu vương nằm bất tỉnh. Nhận ra Tiêu Viêm đã khó chơi hơn rồi, Phạm Lao liền nảy ra ý định nhắm vào Tiêu Lệ. Lão cầm theo vũ khí lao về phía Tiêu Viêm và nhưng không được. Tiêu Viêm lao lên tặng cho Phạm Lao một trường thẳng mặt. Nhân cơ hội hắn đang tập trung sự chú ý vào một mình Phạm Lao thì hai tên đấu vương còn lại đã thừa cơ hội xông lên tấn công Tiêu Lệ. Tiêu Viêm muốn lao đến trợ giúp về nhưng lại bị lão ta tung chiêu ngăn cản. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mà người thân hoặc bằng hữu của Tiêu Viêm nguy cấp thì kỳ tích lại xảy ra. Lâm Diễm và Từ Nghiên đã chạy tới giải cứu cho Tiêu Lệ. Tiêu Viêm chỉ cần lo liệu lão già kia là được, còn hai người này thì Lâm Diễm và Từ Nghiên sẽ lo liệu. Phạm Lao nhận ra tình hình không ổn rồi nên thúc giục cho thuộc hạ nhanh chóng tiêu diệt tất cả đám người của sơn trại. Vậy nhưng ý đồ này lần nữa bị phá đám bởi vì các thành viên trong bàn môn đã xuất hiện. Phạm Lao chỉ biết há mồm ngạc nhiên. Giờ đã không còn đường lui rồi, lão đành phải liều mình ngưng tụ ra huyết khí để tấn công. Đáng tiếc là thủ đoạn cũ này đối với hắn đã không còn tác dụng nữa. Tiêu Viêm sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt sạch sẽ huyết khí. Phạm Lao phẫn nộ, cho rằng ân oán giữa bọn họ đều là do Tiêu Viêm mà ra. Nếu không phải hắn giết chết con trai Phạm Lăng của mình thì đâu có chuyện kết thù oán. Tiêu Viêm cho rằng chuyện gì cũng có nhân quả báo ứng, Phạm Lăng bị chết cũng là vì gieo gió gặt bão.
Phạm Lao nghe vậy càng phẫn nổ, tiếp tục tung chiêu tấn công. Tiêu Viêm chỉ cần phóng ra một luồng dị hỏa đã chặn đứng công kích. Sau đó xông vào bên trong huyết khí đánh cho Phạm Lao một trận no đòn. Lão ta cố gắng uy hiếp, tiểu tử đừng đắc ý vội, đắc tội với huyết mình thì ngày sau sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tiêu Viêm thẳng thắn cho biết mấy ngày nữa hắn sẽ tự mình đi tới Hắc Minh tiêu diệt Hàn Phong, chấm dứt ân oán. Phạm Lao thừa cơ hội sử dụng tuyệt chiêu để đào thoát. Cơ thể lão biến thành nhiều luồng huyết khí bay ra nhiều hướng, đồng thời thừa nhận mình bây giờ quả thật không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Vậy nhưng mà muốn lấy mạng lão cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ sau khi tập hợp đủ nhân thủ rồi sẽ đến tính sổ sau. Đáng tiếc là Tiêu Viêm sớm đã nhìn thấu được thủ đoạn của Phạm Lao. Hắn lập tức đón đường lão ta, sau đó sử dụng Vẫn Lạc Tầm Viêm thiêu đốt cho đối thủ ngu người. Uy lực dị hỏa không thể khinh thường, dù là cường giả đấu tông cũng phải e sợ. Mà Phạm Lao chỉ là đấu hoàng, đặc tính đấu khí còn bị khắc chế nữa, cho nên nhanh chóng bị đốt thành tro. Trong khi đó, chiến trường bên dưới vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính. Cuộc hỗn chiến đến thời điểm này đã vô nghĩa rồi. Tiêu Viêm lớn tiếng tuyên bố Phạm Lao đã chết, không cần đánh nữa. Hắn không muốn đại khai sát giới. Yêu cầu đàn em của Phạm Lao trở về, nhắn cho Hàn Phong rằng mấy ngày nữa hắn sẽ tới cửa lấy mạng tên kia. Nghe tin ông chủ đã chết, bọn chúng không tin, còn hô hào xông lên. Cho cùng phá sơn trại rồi thì tông chủ chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Thế là cả đám lại xông lên. Tiêu Viêm bắt buộc phải động thủ tiêu diệt vài người để răn đe. Chứng kiến sự khủng bố này, cả đám liền hoảng sợ và chọn cách bỏ chạy giữ mạng. Tới đây thì trận chiến đã kết thúc. Tiêu Viêm vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của các thành viên trong bàn môn. Đột nhiên, Tiêu Lệ cảm thấy không ổn nên đi ra ngoài. Tiêu Viêm cũng nhận ra điều bất thường nên đi tới hỏi thăm. Tiêu Lệ cho biết, sau khi nghe tin hắn gặp nạn thì vô cùng phẫn nộ. Với thực lực của mình, báo thù là chuyện chắc chắn xa vời. Trong một lần bị truy sát đến một chỗ thâm sơn, vô tình lấy được một cái hộp. Bên trong hộp có hai viên đan dược màu đỏ là Phệ Sinh Đan. Sau khi sử dụng, có thể cưỡng ép gia tăng thực lực lên hai đại cảnh giới trong thời gian ngắn. Từ đại đấu sư lên đấu vương. Như vậy, thực lực đấu vương mà Tiêu Lệ thể hiện ở trận chiến vừa rồi là do cưỡng ép tăng lên, thực lực thực sự chỉ là đại đấu sư. Đan dược có công hiệu cực mạnh thì tác dụng lại càng lớn. Sau khi sử dụng thì tuổi thọ chỉ còn 3 năm nữa thôi. Tiêu Viêm nghe vậy liền giật mình, vậy nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa. Tiêu Lệ giao lại cho hắn một quyển trục lấy được cùng với chỗ đan dược đó. Đây có lẽ là đan phương của Phệ Sinh Đan. Có nó rồi, Tiêu Viêm còn có thể nghiên cứu thuốc giải. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!